Tác dụng của hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc có nhiều tác dụng bất ngờ về làm sắc đẹp đẹp à, làm trà hoa đậu biếc nó không chỉ là đẹp mắt mà còn có nhiều tác dụng cho sức khỏe. Trà hoa đậu biếc có nguồn gốc từ Thái Lan, sau đó lan sang Đông Nam Á, sang Đài Loan, Hồng Kông, Việt Nam. Hoa đậu biếc là một loại cây leo thân thảo sống nhiều năm, thường được trồng là thành hàng rào hoặc thành giàn hoa. Hoa có cánh màu xanh lam đậm hoặc màu trắng, nhưng phổ biến nhất là màu xanh tím. Hoa đậu biếc còn làm món ăn đẹp mắt. Hoa đậu biếc dùng tươi sấy khô hoặc tán thành bột, khi ngâm trong nước khoảng 5 phút sẽ được một loại nước màu xanh biếc không mùi vị. Hoa đậu biếc có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe. Nó ngăn chặn tác hại của các gốc tự do gây ra, làm đẹp da đẹp tóc, chống lão hóa, chống béo phì. Hoa đậu biếc còn ngăn ngừa hỗ trợ ung thư, tăng cường miễn dịch, tính kháng khuẩn cao và tốt cho tim mạch, hữu ích cho các những người có bệnh tiểu đường, cải thiện thị lực, an thần, giảm lo âu, ngừa trầm cảm và tăng cường bớt mệt mỏi, giảm căng thẳng. Ngoài ra hoa đậu biếc cũng có tác hại, ví dụ như cái độc tính anthocyanin trong đậu biếc người ta thấy không có tác dụng bất lợi nào, báo cáo cho người lớn là mỗi ngày uống 640 mg mỗi ngày, tức là dùng ít thôi, không được dùng nhiều quá. Và hạn chế, tuy nhiên hoa đậu biếc có chứa anthocyanin có tác dụng ức chế sự kết tụ tiểu cầu và tăng lưu thông lượng máu, thúc đẩy sự co bóp tử cung, cho nên cẩn thận hạn chế đối với những người có thai, đang hành kinh, đang chuẩn bị phẫu thuật và đang dùng thuốc chống đông máu. Những người này là kiêng, không nên dùng trong quá trình mang thai, trong lúc hành kinh và đang chuẩn bị phẫu thuật, hoặc là đang dùng thuốc chống đông máu.